Sau đây là tổng hợp số liệu về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2021 đến 15 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2022, tổng số ca nhiễm 352.694, tổng số ca bình phục 327.041, số ca tử vong 25, số ca nhiễm trong ngày 1.326 ca, trong đó 1.125 ca cộng đồng, 201 ca cách ly tại nhà, số bệnh nhân đang theo dõi và điều trị 12.571, số trường hợp F1 hiện đang cách ly 1.268, tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc sars cov 2 toàn tỉnh 2.618.313 mẫu. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc thông báo phân loại đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến quy mô cấp xã như sau. Đơn vị hành chính tỉnh Vĩnh Phúc cấp 2, huyện thành phố cấp 1, 3, cấp 2, 6, xã phường thị trấn cấp 1, 50, cấp 2 81, cấp 3 5. Thưa quý vị và các bạn, quyết liệt chủ động linh hoạt trong triển khai sớm các kịch bản phương án phòng chống dịch, đến nay dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, khi cả nước đã dần mở cửa nhiều hoạt động trong trạng thái bình thường mới với phương án thích ứng an toàn linh hoạt. Một lần nữa, Vĩnh Phúc lại nhanh chóng chuyển trạng thái phòng chống dịch với những mục tiêu, quan điểm mới, bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, linh hoạt chuyển trạng thái phòng chống dịch theo tinh thần nghị quyết 38 của Chính phủ. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện cơ bản đã và đang được kiểm soát tốt, số lượng các ca mắc giảm, tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết 38 của Chính phủ. Bám sát tinh thần chỉ đạo của nghị quyết 38, tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong 2 năm 2022, 2023 với mục tiêu bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng tử vong do dịch COVID-19, nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở bảo đảm vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời sống nhân dân chúng ta chuyển từ cái mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao rất cao và tử vong giảm tỷ lệ tử vong do covid 19 trên 1 triệu dân xuống mức thấp hơn của châu Á thế thì bây giờ chúng ta ở tỉnh cái đề nghị cơ quan thường trực là sở y tế công chí cũng bám sát cái cái chỉ đạo này của chính phủ để chúng ta xem là chúng ta đang ở mức nào như vậy là chúng ta vẫn phải kiểm soát vẫn phải thực hiện các cái nhiệm vụ nhưng tới là chúng tôi sẽ có cái cái văn bản chỉ đạo để 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 định hướng theo cái chính chỉ đạo Điểm mới sẽ được tỉnh Vĩnh Phúc triển khai một cách quyết liệt để chuyển trạng thái phòng chống dịch lần này là đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từng bước bình thường hóa với dịch bệnh, phòng chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro, chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao, tử vong và số ca tái nhiễm. Căn cứ tình hình dịch bệnh sẽ chuyển biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B để thực hiện được các mục tiêu trên, bao phủ vaccine là giải pháp quyết định. Ngành y tế sẽ tiếp tục tham mưu với ban chỉ đạo để thần tốc hơn nữa cái việc tiêm vaccine phòng COVID và sẵn sàng kế hoạch để tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi khi được hướng dẫn của Bộ Y tế và có vaccine được phân bổ thì sẽ triển khai với tinh thần nhanh nhất, sớm nhất nhưng đảm bảo an toàn để phục vụ công tác phòng chống dịch trong cái thời gian tiếp theo thích ứng để bình thường mới, cả hệ thống chính trị và nhân dân Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, từng bước bình thường hóa với dịch bệnh COVID-19.